vận may của người đàn ông này thực sự tốt đến mức khiến mọi người phải ghen tị mua một ngôi nhà ban đầu chỉ muốn đào một cái bể phốt trong vườn kết quả là một chiếc hộp đã vô tình bị đào lên có 3 triệu đô la trong đó và một xác chết bất ngờ giàu có bất ngờ hãy để người đàn ông gần như buông mình ra sau khi nhận được số tiền khổng lồ này người đàn ông lại tìm thấy một bí mật lớn hơn trong ngôi nhà chào mọi người tôi là anh bai phim được chia sẻ hôm nay đây là bộ phim kinh dị và hồi hộp đích đích phơi bày bản chất con người tên người đàn ông là Arthur, vừa mua nhà mới vui quá nóng lòng muốn dọn đến với sự giúp đỡ của con gái tôi vừa mới chuyển đi Arthur có một khám phá bất ngờ tìm thấy 100 đô la trong tủ quần áo. Đối với Arthur, đây chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Mặc dù ngôi nhà này thuộc hàng đắt đỏ, nhưng Arthur có niềm tin để hỗ trợ chính mình. Vì Arthur ở nơi làm việc, nó cũng bị trộn lẫn. Nếu không có gì nữa, lên đến tuần sau, Arthur sắp được thăng chức trưởng phòng. Vì vậy, chỉ là một ngôi nhà, không có vấn đề gì cả. Điều đầu tiên để có được ngôi nhà, Arthur sắp sửa lại bể phốt, định đào một cái hố trong vườn sau nhà tôi. Thậm chí đã liên hệ với nhà cung cấp vật liệu. Nhưng Arthur, người mới bắt đầu xây dựng, đã tìm thấy điều gì đó không ổn ngay dưới mặt đất. Trong phạm vi được Arthur khoanh tròn, trên thực tế đã chôn một chiếc hộp. Arthur tò mò nhanh chóng đào đất, không thể đợi để mở có vẻ thấy tiền cũng có vẻ như thấy một cái gì đó khác không chắc a thơ mở lại đúng rồi đây là một đống tiền và một xác chết khám phá bất ngờ khiến a thơ hoảng sợ chỉ có một ít tiền mặt sau đó nhanh chóng chôn chiếc hộp đi và chắc chắn số tiền này là có thật lúc này a thơ cần phải xem xét một vấn đề làm gì với tiền anh ấy thậm chí còn hỏi ngân hàng cụ thể câu trả lời kết quả là không quan trọng tiền có phải là tài sản thừa kế hay không phải nộp thuế thậm chí phải có một nguồn hợp pháp rõ ràng gửi tiền vào ngân hàng chắc chắn sẽ không hiệu quả a thơ chuyển tất cả tiền mặt vào phòng đã đếm ba triệu đầy đủ ngay cả khi a thơ không ăn uống để làm việc trong suốt phần đời còn lại của mình cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy và nguồn tiền không xác định ngay cả khi bạn tự sử dụng nó cũng không ai biết nhưng ngay sau khi a thơ nhận được tiền không thể giải thích được có nhiều tiếng ồn hơn trong nhà a thơ nhặt một cây gậy bóng chày tưởng đó là một tên trộm bảo trợ nhưng hãy quay lại không tìm thấy gì nhưng chỉ khi đèn tắt một bóng người đột nhiên xuất hiện trên hình chiếu bằng kính a thơ vội vàng đuổi theo không tìm thấy gì đáng ngờ thay vào đó tôi đã tìm thấy nó một cách bất ngờ một chiếc hộp đáng lẽ phải được chôn trong sân nhà của tôi quên chôn nó nhưng chỉ khi arthur muốn chôn chiếc hộp nhưng chiếc hộp đã được mở ra một cách bất ngờ arthur mơ hồ nhớ lại hình chiếu trên kính và người nằm trong hộp làm thế nào để tôi trong ngày càng giống một người hơn và mọi thứ ngày càng trở nên khó tin hơn arthur thức dậy từ chiếc giường đầy bùn đất đi làm vội để khi tôi về nhà thấy một ngôi nhà đầy bùn tôi tưởng có trộm vào nhà nhưng may mắn không phải một xu trong tiền giấy ban đầu arthur muốn nói với con gái mình về việc phát hiện ra số tiền khổng lồ nhưng lời nói đến miệng arthur vẫn chọn cách ẩn nấp vì tiền mọi người đều thích nó bao nhiêu người đã vì nó mà hủy hoại gia đình vợ con tôi là quan a thơ vào lúc này tôi không muốn gây rắc rối cho con gái mình vì vậy hãy che giấu sự thật rằng tôi có một lượng tiền mặt khổng lồ nhưng a thơ ngày càng nhạy cảm hơn bạn thậm chí sẽ phải sửng sốt trước những bộ quần áo treo trên tường tôi đột nhiên nhìn thấy một người bên ngoài cửa sổ đó cũng sẽ căng thẳng trong một thời gian dài trong tiềm thức của a thơ tất cả những người này đang cố gắng ăn cắp tiền của chính họ ngay cả một lần và mãi mãi a thơ đã đóng gói tất cả tiền bỏ tất cả tiền vào hộp đóng chặt hộp bằng đinh nhưng áp lực tâm lý rất lớn khiến a thơ không thể bỏ qua thậm chí lúc nào cũng nghĩ về nó liệu ai đó sẽ đến lấy trộm tiền để xác minh rằng tiền vẫn còn ở đó a thơ mở chiếc hộp một lần nữa kiểm tra hai lần nhưng lần này a thơ nhưng tìm thấy một cái gì đó khác nhau trên cơ thể một ví và một chìa khóa đêm nay a thơ gặp lại ông già bí ẩn trong chiếc hộp lần này ông già thực sự nói chuyện với a thơ cũng vồ lấy a thơ chỉ cần đánh thức a thơ bạn có nghĩ đây là một giấc mơ không a thơ chuẩn bị ra khỏi giường kết quả là một đôi tay lại vươn ra từ gầm giường vì vậy điều này ngày càng trở nên khó khăn hơn để tìm ra kẻ đứng sau hậu trường a thơ đã trả rất nhiều tiền đèn thám báo và camera được lắp đặt ở phía trước và sau của ngôi nhà ngay cả a thơ cũng mở được cánh cửa bí mật trong tù hóa ra nó không thành vấn đề nếu nó được bật khung cảnh bên trong khiến a thơ gần như ngất đi trong tầng hầm nhiều xác chết được đặt ngay ngắn bạn có muốn gọi cảnh sát không câu hỏi này khiến a thơ khó chịu nếu báo động bạn chắc chắn cũng sẽ không nhận được tiền của riêng mình nếu không báo động vô tình dù sao thì tôi cũng không làm điều đó cuối cùng vẫn là một lời nói tham lam trong tim tôi đêm nay chiếc máy ảnh mà a thơ lắp đặt đã thực hiện một mẹo nhỏ trước sự ngạc nhiên của a thơ người bị lộ dưới camera nó thực sự là cái xác trong hộp nhưng hãy đợi cho đến khi a thơ mở hộp đã chết hoặc đã chết không phải như tôi thấy thậm chí arthur cũng đã ngủ trực tiếp với cơ thể suốt đêm đây là ảo giác của arthur hay là xác chết thực sự sống lại nếu ban đêm là ảo giác của arthur vì vậy khi arthur đang lái xe đi làm tìm thấy phần thân trong hộp anh ta thực sự đứng bên ngoài và khiêu khích bản thân một lần nữa đây cũng phải là một ảo ảnh nhưng arthur không quan tâm đến điều đó vào lúc này xác chết khiêu khích arthur trong khi từ từ đặt lại trong hộp một động thái như vậy hoàn toàn tức giận arthur chỉ cần lấy cơ ra tách xác chết bí ẩn thành tám mảnh nó vẫn chưa kết thúc lúc này arthur hoàn toàn mất trí chỉ cần làm việc với hình ảnh này trực tiếp với sếp cuối cùng tất nhiên tôi đã bị ông chủ sa thải đây chưa phải là điều tồi tệ nhất khi Arthur về nhà tôi thực sự thấy rằng nhà cung cấp vật liệu mà tôi đã hẹn đã đến cửa và cũng tìm thấy xác trong hộp mặc dù cái xác không liên quan gì đến tôi nhưng hãy gặp nhà cung cấp để gọi cảnh sát Arthur vẫn nâng chiếc búa của mình lên chỉ cần gửi nhà cung cấp đi tầng hầm phía sau tủ quần áo nó trở thành nơi tốt nhất để giấu xác của Arthur ngay cả Arthur cũng cho xác chết bí ẩn vào trong hộp cũng trốn trong tầng hầm cùng nhau có vẻ như mọi rắc rối đã được giải quyết cuối cùng thì Arthur cũng có thể ngủ một giấc thật ngon nhưng khi tôi ngủ đến nửa đêm chuông báo giám sát thực sự lại kêu Arthur xem xét kỹ hơn, nó vẫn là cái xác bí ẩn. A Thơ vào lúc này, nó đã nổ tung rồi, không cần quảng cáo thêm, nhặt cây gậy bóng chày và lao xuống, hoàn toàn không để ý đến sự phản đối và giải thích của đối phương. Thực tế thì người này ngược lại, là bạn thân nhất của A Thơ, nhưng vô tội, tại thời điểm này A Thơ đã mất trí từ lâu, chỉ cần gửi bạn bè của bạn đi, thi thể vẫn ở dưới tầng hầm, A Thơ không thể tìm ra nó. Tại sao mọi người đều thèm muốn tiền của mình? Có dễ dàng để tiết kiệm một số tiền của chính mình. Người đến tuổi trung niên, thậm chí không phải là vợ, họ vẫn muốn ăn cắp tiền của anh ta, đến nỗi A Thơ ăn, ngủ và xem TV bằng tiền vì sợ quay đầu, tiền đã bị đánh cắp và người này, và thực sự sớm xuất hiện ở cửa, đừng đợi bên kia nói gì. Ather khiến đối thủ choáng váng, kết hợp một cách khéo léo, chỉ cần thả nó xuống tầng hầm, điều mà Ather không biết là, người mà anh ta vừa hạ gục, đó là bạn trai của con gái tôi. Đừng đợi Ather nói xong, cô con gái lại đột ngột xuất hiện ở cửa. Ather vào lúc này, mặc dù nhìn bề ngoài thì có vẻ thân thiện, trên thực tế, nó đã giết chết đôi mắt đỏ, nhắm cây gậy bóng chày vào con gái anh ta một lần nữa. Dành cho con gái, Ather chắc chắn không chúng kẻ giết người, nhưng anh ấy không hiểu, tại sao ngay cả con gái tôi cũng phải ăn cắp tiền của chính mình? có thực sự là đốt hết tiền không? bạn có thể không để mọi người nhớ bạn nhưng chỉ khi Arthur muốn đốt nó vẫn từ bỏ ý định. Arthur từ từ nằm xuống trong hộp, mở nắp. Anh ấy muốn ở bên tiền mãi mãi. Mưa cũng vùi lấp chiếc hộp một cách hoàn hảo. Có lẽ hộp của Arthur chỉ có thể đợi người khác bật nó lên. Giống như khi anh ấy mở hộp lần đầu tiên. Lúc này Arthur cuối cùng cũng hiểu ra tại sao lại có nhiều thi thể dưới tầng hầm. Vì ai cũng rơi vào mắt của đồng tiền mà không thể ra tay. Vì vậy cuối cùng hãy để bản thân là người làm chủ tiền bạc. Vẫn là nô lệ của tiền bạc. Câu trả lời này cho đến khi chết. Arthur không hiểu. Được rồi, đó là tất cả cho video này. Tôi là anh Bay hẹn gặp lại lần sau